lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng răng đã làm phép bắt tên bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép bắt tên bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm lại tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Ma-ri cho đến cùng trái đất. Và công vụ các sứ đồ đoạn 2 tới câu 1 tới câu 4. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như gió, tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lửa rời rạc từng cái một như lửa bằng lửa hiện ra đầu trên mỗi người trong bọn mình, hết thảy đều được đầy dậy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Good morning, church. Good morning, church. Today I'll be reading from Acts chapter 1, verses 4 to 8, and chapter 2, verses 1 to 4. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He said to them, It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be the tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. May the church please be seated. Yes, I'm going to say. Yes, I'm going to say. Trân trọng kính chào mục sư Dương Hữu Dũng, quản nhiệm hội thánh. Good morning, Mr. Dũng, the church. Kính chào toàn thể quý mạnh chị em yêu dấu. Good morning, everyone that's here. Sáng nay quý vị biết rằng hôm nay là ngày lễ ngũ tuần. As you know, today is the week of the Pentecost. Thường thì chúng ta rất chú ý đến những ngày lễ trọng đại của Cơ Đốc giáo. Lễ ngũ tuần cũng là lễ trọng đại, nhưng mà chúng ta thường bỏ qua, không để ý đến. We should pay attention to the various Christian festivals, and I think the day of Pentecost is one that we often look over. Lễ Giáng sinh thì rất là đình đám, chúng ta tổ chức suốt cả một mùa. Tổ chuẩn bị ban hát rất là đầy đủ. We pay great attention to Christmas, and we have lots of choirs preparing for Christmas. Lễ phục sinh cũng vậy, quan trọng lắm. Vì nếu Chúa không sống lại, thì sự cứu rỗi chúng ta trở nên vô ích. Cho nên chúng ta cũng làm tương đối long trọng. And same for Easter as well. We pay great attention to that. Có những biến cố tiếp theo, Chúa Giêsu sống lại rồi, ngày Thăng Thiên thì cái lễ này thì ít người để ý tới. But when it comes to the Pentecost, we don't really pay as much attention to it. Nhưng mà điều đó rất là quan trọng để chứng minh rằng là Ngài đã sống lại, Ngài về trời để tiếp tục chuẩn bị làm công việc trọng đại hơn nữa. Và Ngài hứa ban một lời hứa quan trọng là Đức Thánh Linh đến trong ngày lễ ngũ tuần. Và lễ này thì Hội Thánh cũng thường để ý đến một cách sơ sài. Yeah, so we often forget about the days when Jesus returned to heaven, and also the day of the Holy Spirit's arrival for the church, and that's very important for us to remember.
Khi được mời chia sẻ cho hội thánh vào ngày hôm nay, thì sau đó tôi chợt nhớ rằng hôm nay là ngày lễ ngũ tuần. When I was preparing the message for the church today, I remembered that it was the day of Pentecost. Tôi ý định là có một cái bài giảng khác, nhưng mà vì cái cơ hội quan trọng này cho nên tôi cầu nguyện Chúa cho tôi có một sứ điệp nói về ngày lễ ngũ tuần. Mong rằng điều này sẽ khích lệ đức tin của anh chị em và giúp cho chúng ta có một cái mang lại sự quân bình trong cái về tín lý, về cũng như là về cái tầm quan trọng của ngày lễ này. I actually was preparing to share another message, but when I remember that it was the Pentecost, I chose to prepare a message on this instead, and hopefully it will be beneficial for you all. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong lời của Chúa. Let us read from God's word. Một lần nữa tôi sẽ cầu nguyện. And we'll start with a word of prayer first, though. Chúa ơi, giờ phút này đây chúng con đứng đây lắng nghe lời của Chúa. Xin Chúa phán với người nói và Chúa cũng mở tai người nghe. Dear Lord, I pray that you guide us, not only those who are sharing the message, but those who are listening to it. Xin Ngài giúp cho những lời được nói ra là nói trong sự dẫn dắt của Chúa để gây dựng thân thể của Chúa. And I pray that it will be guided by you, so that we can develop the lives of those who hear and receive your word. Giúp con cũng như giúp người anh em con thông dịch đứng bên cạnh đây. I pray that you guide me as well as the translator for today. Để lời của Chúa được trình bày đi đến lòng người, đụng lòng người. That your word might touch the hearts of those who are listening. Con cần Ngài hiện diện ở đây. Nếu không có sự hiện diện của Chúa, thì sự thờ phượng của chúng con là vô ích. We need your presence here today, because without your presence, today would be meaningless. Chúa ơi, ở đây với chúng con, đứng đây với con, với anh em con. I pray that you will be with us today. Để cho sự thờ phượng này đem lại sự gây dựng thiết thực cho hội thánh, người anh em thân yêu của con. And I pray that this would bring glory to you. Cảm ơn Chúa. We thank you. Trong danh Chúa Jesus Christ, Amen. Jesus name pray, Amen. 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 Chúng ta biết rằng sau khi Chúa sống lại thì Ngài nhiều lần một cách hiện ra với các môn đệ để xác chứng Ngài đã thật sống lại rồi và Ngài ban bình an cho họ. So after his resurrection, Jesus appeared many times in various ways to some of his disciples to confirm his resurrection and to give peace and strength in their faith. Cả bốn sách phúc âm đều nhấn mạnh đến một điểm chung trong một lần nào đó khi Chúa Giêsu hiện đến với vòng các môn đồ và Ngài truyền tải một sứ mạng. And all four Gospels highlight how Jesus appeared to his disciples and conveyed a mission to them. Các sứ mạng đó rải rác ở trong nội dung sách phúc âm Matthew, Mark, Luca và Giăng đều có một nội dung chung nhưng mà trình bày theo một cái góc nhìn khác nhau. Và đặc trưng là ở Matthew đoạn 28 câu 16 đến 20 viết như thế này. So we see in all four Gospels Jesus does convey a mission incident is pictured in from many perspectives, but we will look at Matthew chapter 28. Và Matthew đoạn 28 câu 16 đến 20 viết rằng 11 môn đệ trở về Galilee đến ngọn núi Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Khi các môn đệ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người còn nghi ngờ. Đức Chúa Giêsu đến gần và bảo các môn đệ rằng tất cả mọi uy quyền trên trời dưới đất đều giao cho ta. Vậy hãy đi làm cho muôn dân trở nên môn đệ ta, làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các con, và này ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế. So reading from Matthew chapter 28 verses 16 to 20. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Phước đoạn Kinh Thánh này thường được mệnh danh là Đại Mạng Lệnh,
So this passage in the Bible is often referred to as the Great Commission. Hay là đại sứ mạng, vì hàm ý rằng nó nói đến một nhân vật vĩ đại nhất trên hoàng vũ. Or it's also referred to as the Great Command because it refers to the greatest person. Nó đề cập đến một nhân vật, đây là Đức Chúa Giêsu đến gần và bảo môn đệ. Như vậy nhân vật mà được đề cập đến đây là Đức Chúa Giêsu. And it talks about how Jesus approaches the disciples, so the greatest person here would be Jesus. Có một câu hỏi rằng là giữa vòng những nhân vật đã từng sống trên thế giới này mà quý vị biết đến, ai là nhân vật vĩ đại nhất? So if I ask the question of everyone that's lived on this earth, who would the greatest person be? Với tôi thì Chúa Giêsu là nhân vật vĩ đại nhất. And for me, the answer would be Jesus. Philip đoạn 2 nói rằng sau khi Chúa Giêsu đã hạ mình xuống trở nên một đầy tớ phục vụ và đã trở nên một người chịu chết vì đền tội cho nhân loại, thậm chí chết đau thương trên thập tự giá, sau đó được cất lên và đặt lên ngồi bên cạnh Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, và Chúa nói rằng là mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống khi nghe đến uy danh của Chúa. So in Philippians chapter 2, it talks about how Jesus came to earth and fulfilled his mission, and when he was resurrected, he was on God's right hand side, and all knees must bow to him. Là con cái của Chúa, con cái của vua trên muôn vua, có phải ngài là nhân vật vĩ đại nhất không? Isn't he the greatest person? Cái điều thứ hai là liên quan đến một điều là thẩm quyền lớn nhất trên thế giới này, vì đó là mọi quyền bính trên trời dưới đất đều giao cho ta. Và chính vì vậy mà khi mà với cái uy quyền đó ngài có thể làm được tất cả mọi điều. Khi sáng tạo vũ trụ này, Đức Chúa Trời chỉ phán một lời là mọi thứ đều có, và vũ trụ này xoay vần diễn bao qua bao nhiêu năm tháng, mà dưới cái quyền điều khiển, quyền tể trị của Chúa, có phải là ngài đang nắm uy quyền lớn nhất hay không? And in this passage it also talks about the greatest authority, and in the verse 17 and 18, sorry, it says all authority in heaven and on earth has been given to me. And we can see how with a single word God was able to bring the world into creation and demonstrates his great authority. Ngài đang nắm uy quyền của hoàng vũ trong tay của ngài. Và liên quan đến một kế hoạch vĩ đại nhất là hãy đi làm cho muôn dân, tức là mọi dân tộc khắp cả thế giới này, từ nay cho đến ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại. Một kế hoạch lớn lao như vậy đó, kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã có từ ban đầu và sẽ kết thúc vào cuối cùng khi Chúa Giêsu trở lại. Kế hoạch đó có phải là một kế hoạch lớn nhất hay không? And it also encapsulates the greatest plan in the Great Commission, how we are to go and make disciples of all nations from that time until the end of time, and that is really the greatest plan. Và kế hoạch đó như thế này, hãy đi làm cho muôn dân trở nên môn đệ ta, làm bắt tên cho họ nhờ danh Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, và ngài họ giữ điều mọi điều ta con. Trong có mấy câu ngắn ngủi đó, nhưng mà đây là một sứ mạng trọng đại, làm từ đời này qua đời khác, thế hệ này qua thế hệ khác, tiếp nối mãi mãi, không bao giờ làm công việc này mà bị thất nghiệp. So we see in the make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them everything I have commanded you. It's the greatest plan, and when we execute it, we can never be unemployed. Mọi lớn lao, nhưng mà rồi có thời thế thay đổi, cái rồi thay đổi, nhưng mà kế hoạch của ngài không thay đổi, bất biến, chỉ có một duy nhất đơn sơ như vậy, và con dân Chúa phải làm từ thế hệ này qua thế hệ khác. We see that plans, our plans often change from time to time, but we see that with God's plan, God's greatest plan never changes, and it remains the same from generation to generation. Cái sứ mạng nó quá lớn như vậy á, cho nên làm sao chúng ta làm nổi? Vì vậy mà Chúa ban cho một lời hứa. Lời hứa đó là: này ta ở cùng các con luôn cho đến tận thế. But with such a great mission and such a great plan that's in place, how are we supposed to fulfill it? And we see that God promised, God gives us the greatest promise, and it's surely I am with you always to the very end of the age. Sáng nay chúng ta chỉ tập trung vào một điểm là một lời hứa vĩ đại nhất. And this morning we will just focus on the theme of the greatest promise. Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Lời hứa này bao gồm những gì? And when we look at the verse again, and surely I am with you always to the very end of the age. What does this include? Tại sao Chúa ban lời hứa này? Why does Jesus give this promise? Và ai có tư cách để nhận lời hứa này?
what does this promise include and who is eligible to receive this promise? Điều trước hết chúng ta nói là tại sao Chúa ban lời hứa này? So why did Jesus give this promise? Why did God give this promise? Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời luôn luôn hứa cho con dân của Chúa, Ngài hứa nhiều lắm. Hãy dở Kinh Thánh ra xem có bao nhiêu lời hứa Chúa dành cho con dân của Chúa từ sáng thế cho tới bây giờ, chúng ta cũng vẫn còn hưởng những lời hứa đặc biệt từ Kinh Thánh. We can see that God is a God of create, a God of promises, and we can see that many promises that can be found in the Bible, all from the start of creation to now, there's many promises that He's made to us. Nhưng một trong những lời hứa rất là quan trọng liên quan đến toàn thể nhân loại, chúng ta có thể tiêu trung vài điều. But we can focus on a few key promises. Chúng ta biết là ngay từ khi mà con người sa ngã phạm tội, thì Đức Chúa Trời đã dự trù một phương án cứu chuộc con người trở lại với Ngài. Và Ngài hứa sẽ ban một đấng cứu tinh đến để làm người chịu chết đền tội cho nhân loại. So since the fall of mankind, God has planned a way for us to be redeemed again, and He promised to send a Savior incarnate to die for our sins. Công tác cái điểm chính ở trong đó, chẳng hạn như sáng thế ký đoạn 13 câu 15 đấy, rằng là khi là người phạm tội rồi á, Chúa nói gì với lại là con rắn trong sáng thế ký đoạn 3 câu 15. Tôi đọc ngay, tôi lướt qua thôi cũng không cần đọc nữa. Chúa nói là ta sẽ làm cho dòng dõi mày và người nữ thù nghịch nhau, người sẽ giày đập đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đây là một lời hứa đó rằng một vị cứu tinh sẽ bởi dòng dõi người nữ ra đời. So we see a promise that comes from Genesis chapter 3 verse 15, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers, and he will crush your head and you will strike his heel. But the eventual victory of Jesus. Rồi Ê-sai đoạn 9 nói rằng là vì một con trẻ sẽ sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài, danh Ngài được xưng là danh là đấng diệu kỳ, đấng cố vấn, Đức Chúa Trời quyền năng và Cha đời đời là Chúa bình an. So we see in Isaiah chapter 9 as well, there's a promise being made as well in verses 6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ê-sai đã nói rằng là một cái đồng tính sẽ chịu thai và hạ sinh một con trai, và người ta đặt gọi con ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. And we also see also from Isaiah a promise being made that a virgin will give birth and his name will be Emmanuel, God is with us. Ê-sai 53 cho biết rằng con trai đến đấng vị cứu tinh đó sẽ đến sẽ chịu khổ như thế nào để chịu chết đền tội cho chúng ta, Ngài chết như thế nào, mô tả rất là kỹ. Đó là lời hứa và lời tiên tri. And we see in Isaiah 53, it details the sufferings that this Messiah would have to experience. Và lời hứa đó, đấng hứa ngôn đó, chính là Chúa Giêsu. And the promise, that promise is Jesus. Theo dòng lịch sử, lời hứa này đã hoàn toàn ứng nghiệm tại Bethlehem, tại Golgotha. So in the course of history, we see that this promise was fully fulfilled at Bethlehem and at Golgotha. Bethlehem, Chúa Giêsu là đấng của lời hứa đã ứng nghiệm và sinh ra trong máng cỏ, và tại đó Ngài mệnh danh là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. So Bethlehem is where Jesus was born in the manger, and we see that it's where we see God is with us. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. So Emmanuel, God is with us. Chúng ta chắc không quên danh xưng đó. We won't leave that name. Rồi Ngài bước lên Golgotha. And we go to Golgotha. Để chịu đóng đinh. And that's... Chịu chết cho ai? Chịu chết cho chúng ta. Và Golgotha là Đức Chúa Trời đứng vào cái chỗ của chúng ta để chết cho chúng ta. So Golgotha is the place where a God was crucified and he died in that place. And he died for us so that we could have our sins forgiven. Đức Chúa Trời đứng vào chỗ chúng ta, chết cho chúng ta, sung sướng quá. Con tiếp nhận cái điều này ngay và trở nên con nhân của Chúa. So Golgotha was the place where God substituted himself for us and he died for us, and it's an amazing gift. Sự cứu rỗi đã hoàn tất tại nơi đây. Xong rồi, Chúa chết cho chúng ta, xong rồi. Bây giờ tôi có thể bước vào thiên đàng sống rồi. Có phải Chúa cứu chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thôi? Yeah, so salvation is very simple. We believe in God,
in his sacrifice and believe in him. It's very simple. Nên nhớ rằng sự cứu rỗi vẫn chưa hoàn tất tại đây. Ba ngày sau Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Với thân thể phục sinh đó, Ngài đã hiện ra cùng các môn đệ nhiều lần, nhiều cách, trong nhiều tình huống khác nhau để xác minh rằng Ngài thật đã sống lại. Vì Ngài sống, nếu Ngài không sống lại thì sự cứu rỗi chúng ta trở nên vô ích. Chúng ta cũng khốn khổ như bao nhiêu người khác thôi. Yeah, so we see that salvation was not finished at the end of the crucifixion, but we see that in 3 days after his crucifixion, Jesus rose again from the dead, and without this resurrection, we would be very hopeless in this world. Ngài sống lại, Ngài đi lại để củng cố đức tin cho những môn đồ đang sờn lòng sợ hãi, nghi ngờ. Ngài nâng đỡ phục hồi môn đệ đang u sầu mặc cảm vì chối Chúa. Trên hết, con cảm ơn hết, Ngài nhắc lại một lời hứa trọng đại. Và lời hứa đó là gì? So when after his resurrection, he appeared to his disciples and he strengthened their faith of many who were afraid and doubtful. And he supported those and restored those who were in sorrow and guilt. And most importantly, he reminded them of a promise. But what was that promise? Chúng ta lưu lại một chút ở xưa ở Phúc Âm Giăng, khi mà Chúa Giêsu còn sống, Ngài lúc đó Ngài biết Ngài sắp rời lìa môn đệ rồi, ở Giăng đoạn 16. So we see in John chapter 16 that he knew that he would be about to leave his disciples, and we see that he gives them a promise. Ngài nói rằng là môn đệ sẽ sợ hãi, sẽ bối rối, sẽ âu lo vì Ngài sẽ không còn ở với họ nữa. Cho nên tại thời điểm đó, Chúa nói trước rằng ta sẽ đi để chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, Giăng đoạn 14, Giăng đoạn 15, Chúa nói tiếp trong 16. Rồi Chúa nói rằng là họ sẽ có những hoạn nạn trong thế gian, nhưng mà hãy yên chí đi, vì là hãy vững lòng đi vì ta đã thắng thế gian rồi, đúng không? So we see in John chapter 16 that Jesus talks about the various troubles and tribulations that the disciples will face, and that how he would be with them regardless. Rồi sau đó Chúa nói, nhưng mà các con yên tâm, khi ta đi ta sẽ sai một đấng yên ủi khác đến với các con để ở cùng các con, ở trong các con. Ngài sẽ có nhiệm vụ là nhắc lại cho con những điều mà ta đã dạy các con, mà các con sẽ quên đi không nhớ đâu. Tới ngày nào đó Thánh Linh đến, Ngài sẽ làm cho con nhớ lại, vân vân. Ngài hứa một điều rất là quan trọng, mà quan trọng hơn là Ngài hiện diện bên cạnh họ nữa. Yeah, so we see in following from that passage in John chapter 16 that Jesus told them that he would send a comforter, the Holy Spirit, that would be with them always and would remind them of his word when things got tough. Đó là lời hứa về một thân vị khác giống như chính Ngài. Ta ban một đấng yên ủi khác, một đấng khác đó là đấng y như ta đây, để đến ở trong các con, nhắc nhở các con, giúp cho các con, làm cho các con có thể làm được cái điều mà ta muốn các con làm. So Jesus would send a comforter, a Holy Spirit that would reside in them, that was exactly like having Jesus there, that would remind them of what to do and how to live. Đó là lời hứa về Đức Thánh Linh. And that's the promise of the Holy Spirit. Ở Giăng đoạn 20 câu 22, sau khi Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài đến và nói các môn đệ rằng là hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. And we see in John chapter 20 verse 22, and when with that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Luca 24 câu 48 đến 49 thì Chúa Giêsu nói với họ, các con là nhân chứng về các việc đó, ta đây sẽ ban cho các con một điều cha ta đã hứa. Cái điều cha ta đã hứa là Đức Thánh Linh đó, là về phần các con hãy đợi trong thành cho đến khi nhận được hay là mặc lấy quyền phép từ trên cao. Hãy đợi đó cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao. In Luke chapter 24 verses 48-49, you are witnesses of these things. I'm going to send you what my father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Matthew 28-20 là bao quát lại tất cả những lời hứa trong chỉ là một câu, là ta hiện diện hay ở cùng các con luôn cho đến tận thế. And in Matthew chapter 28 verse 20, it includes all the promises in a single verse, and surely I am with you always to the very end of the age. Công vụ đoạn 1 câu 8 nhắc lại lời hứa này trước khi Chúa Giêsu về trời. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari và cho đến tận cùng trái đất. And Acts chapter 1 verse 8 reminds us of this promise, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Trong công vụ đoạn 1 câu 9-14, trong biến cố mà Chúa Giêsu được thăng thiên xong,
Sau khi đã nhận những lời ấy xong, Ngài được cất lên. Trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ. Sau đó các môn đồ từ núi gọi là Ô-liu trở về thành Jerusalem, cách khoảng đường chừng một ngày Sa-bát, tức là cây số. Ngài đã vào thành. Khi đã vào trong thành thì lên một phòng cao, nơi họ đang trú ngụ. Những người đó là Phi-e-rơ, Giang, Gia-cơ, An-rê, Philip, Thô-ma, Ba-thê-lô-mê, Ma-thi-ơ, Gia-cơ, con A-phê và Simon, Sê-lốt và Giu-đa con của Gia-cơ. Tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ là Mary mẹ Đức Chúa Giêsu cùng các em trai Ngài mà cầu nguyện. So we see in Acts chapter 1 verses 9 to 14. After he said this, he was taken up before their very eyes and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen going into heaven. Then the apostles returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus and Simon the Zealot, and Judas son of James. They all joined together constantly in prayer along with the women and Mary the mother of Jesus and with his brothers. Chúng ta lưu ý cả một điểm là tất cả đều đồng tâm hiệp ý bền lòng mà cầu nguyện. And let's look at verse 14 when it focuses on how they all joined together constantly in prayer. Thế rồi qua đoạn 2 câu 1 câu 4, bây giờ đến ngày lễ cuối tuần các môn đệ nhóm lại một chỗ, thình lình có tiếng động từ trời. Nghe như tiếng gió thổi ào ào khắp đầy dãy các môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi rời rạc ra xuất hiện trên đầu của mỗi người như một cái lưỡi bằng lửa. Tất cả đều được đầy dãy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Đức Thánh Linh cho họ nói. So in Acts chapter 2 verses 1 to 4, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Có người thắc mắc rằng là không lâu nữa Chúa sẽ về với Cha, vậy làm sao Ngài có thể ở với các môn đệ cho đến tận thế? Câu hỏi này có nhiều người cũng thường hay hỏi. Chúa đi về rồi mà Chúa lại trong khi Chúa ở thiên đàng thì môn đệ dưới đất, làm sao mà Ngài ở cùng các môn đệ? Chúng ta thường thắc mắc vậy phải không? So a question that I've raised is that if Jesus was going to return to the Father, how could he be with the disciples until the end of the world? Và như đã đọc trong Giăng 16 thì ở đây Chúa Giêsu hàm ý là Ngài sai một đấng yên ủi chính là Đức Thánh Linh đến để hiện diện đồng công với chúng ta trong sứ mạng trọng đại này. But the answer to this question lies in John chapter 16 verses 1 to 15, where he implies that he would send a comforter, a counselor, the Holy Spirit to ever be present with them to cooperate with his disciples in their great mission. Như vậy để tôi review lại, Giáng sinh là Đức Chúa Trời ở cùng ta. So Christmas is God coming to be with us. Golgotha, thập tự giá, Đức Chúa Trời thay chỗ của chúng ta. And being born was Jesus coming with us, and the cross and Golgotha is Jesus being substituted for us. Còn lễ cuối tuần là gì? What's the meaning of the Pentecost? Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. The meaning of the Pentecost means that God is in us. Đó, như vậy ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời ở trong chúng ta là điều rất là quan trọng. Nó quan trọng ở bên hơn ở bên cạnh nữa. It's this point of God being in us is very important. It's more important than just having God beside us. Nó hàm ý điều gì trong khi Đức Chúa Trời ở trong chúng ta? What meaning does it have when we have God in us? Thường thường thì Cơ Đốc nhân qua các thời đại, nhiều hội thánh trung bình thường thường bị xa lầy đâu đó giữa Golgotha và lễ Cuối Tuần. We see that the average Christian is somewhere bogged down between Calvary and Pentecost. Họ đã đến Golgotha dưới chân thập tự giá để nhận ơn cứu rỗi, nhận ơn sự tha tội của Chúa. They've been to Golgotha to ask for forgiveness from God.
Nhưng rồi dừng ở đó, họ không đi tiếp để được dặn một điều là quyền năng của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể sống đời sống được cứu đó. But they haven't been to Pentecost to ask for power from the Holy Spirit. Quý vị hãy nghiệm lại xem có phải vậy không? And do we see that in ourselves today? Điều thứ hai tôi muốn nói đến là lời hứa này bao gồm những gì? So we talked about the promise, but what does this promise consist of? Chúng ta thấy là với thẩm quyền tối thượng là uy quyền trời đất đã giao trong tay ta, và Chúa sai chúng ta đi và thi hành một sứ mạng quá lớn lao, hay là khiến cả thế giới này muôn dân mọi dân tộc này trở thành môn đệ ta, lớn quá, khó quá. Ở đây thành phố này có bao nhiêu người mà chúng ta muốn biến họ chinh phục được một ít người đó, rất là khó khăn, nghĩa là năng đề của thánh chúng ta là làm sao mà chinh phục bao nhiêu người? Làm sao làm được? With ultimate authority, God sends us to execute a mission which is too great for our limited human capacity when we are to reach all people in every country. That's too much for us. Chúa nói rằng là chúng ta nói rằng là con hạn chế lắm, con không có khả năng thuyết phục, con không có thể nào làm cái điều gì hết để khiến cho một ai mà quả đúng là như vậy. Chúng ta không có một cái sức mạnh nào để có thể hoán đổi đem một người từ địa ngục về với thiên đàng, từ sự tối qua sự sáng. Công việc không phải của chúng ta. And God knows this very well, and God knows that we by ourselves we cannot do this mission all by ourselves. Và vì vậy Chúa Giêsu bảo các con yên chí, hãy đợi trong thành, hãy đợi đấy cho đến khi nhận lãnh quyền năng siêu nhiên từ trời, nói cách khác là được trang bị đầy đủ để đi ra, và con phải được trang bị, nếu không trang bị đừng có đi ra là sẽ sức đầu u tráng, không có quốc, không có làm được gì hết. And God knew this very well, so that's why he told the disciples to wait in the city until they received power from on high. In other words, they were equipped to go out. So he was very aware of our inability to do things ourselves. Nếu mà Chúa bảo họ đi mà Chúa không có hứa một điều gì hết á, không ai dám đi. So if God asked us to go but he didn't equip us or give us the power to do so, then no one would dare to go out. Nhưng vì Ngài đã hứa, cho nên sau đó chúng ta họ đi nhận được, họ được trang bị, Chúa khiến cho lòng họ nóng cháy để họ đi ra và có kết quả. Đây là cái phần lời hứa này bao gồm những gì. But we see that because God gave them a promise and he equipped them with the skills and what was needed from the Holy Spirit, that they were able to go out and fulfill the mission, and we'll see what this promise consists of. Điều thứ trước nhất đó là Chúa hứa rằng ta sẽ hiện diện với các con thường xuyên. And we see that the first thing that the promise consists of would be his permanent presence. Thời cựu ước Chúa thường hứa ở với cùng với các tổ phụ để bảo vệ dẫn dắt họ và giúp họ hoàn thành sứ mạng Chúa giao. So in the old là cách của Chúa. In the Old Testament, God often promised the patriarchs that he would be with them to protect, to guide them and help them fulfill his mission. Chẳng hạn như Sáng ký đoạn 25 câu 18 Chúa hứa với Gia-cốp rằng là này, ta ở với con. Con đi đâu ta sẽ theo gìn giữ đó. Và đem con trở về xứ này, ta có chương trình cho con phải về đây. Ta không bao giờ bỏ con đâu cho đến khi ta hoàn tất những điều ta đã hứa với con. So in Genesis chapter 28 verse 15, God promises Jacob, I'm with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I've done what I have promised you. Trong Xuất ký đoạn 3 câu 12 là nói về trường hợp của Môi-se. Khi Chúa sai Môi-se về Ai Cập để giải phóng tuyển dân của Chúa thì Môi-se ngần ngại biết mình chẳng là ai. Cho nên làm sao con là vô danh tiểu tốt, làm sao con dám về đó, con đối diện với cả một quyền thế Pharaoh kia. So in Exodus 3, God commands Moses to return to Egypt to liberate his people. But Moses hesitated because he knew he was a nobody. And how could he confront the authority of Pharaoh? Chúa liền hứa rằng, con yên tâm, ta sẽ ở với con. Đây là dấu hiệu con biết rằng ta đã sai con đi. And in verse 12 in chapter 3, and God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who has sent you. Và còn nhiều trường hợp khác nữa, các tổ phụ ngày xưa, các chiến sĩ ngày xưa mà khi ra trận mà Chúa sai đi, họ năn nỉ rằng Chúa ơi, nếu mà Ngài không đi với con thì con không dám đi đâu. Và cuối cùng Chúa thì ta đi với con. So throughout the Bible we see that God makes many promises with people and special individuals, with soldiers who go out to war, but how he promises that he will always be with them.
Nhìn chung, suốt cả Kinh Thánh, Chúa hứa rất nhiều với con người và một số người với một cá nhân đặc biệt nào đó là Ngài luôn luôn giữ lời hứa. Và cái vấn đề lời hứa mà Ngài đi bên cạnh, Ngài hiện diện bên cạnh họ là điều rất là quan trọng để bảo đảm rằng công việc đó sẽ hoàn tất theo ý Ngài. Và cái việc mà đứng ra đấu tranh làm việc gì, việc kia, việc nào với kẻ thù là việc của Ngài, và chúng ta được dự phần vào, chúng ta là công cụ để Ngài dùng qua thể hiện cái quyền phép siêu nhiên của Ngài qua chúng ta mà thôi. So we see that throughout the Bible, God makes, again, many promises with people and special individuals, and He has always kept His word, and He has equipped them and promised them that He will be with them because we are part of His mission, and God will never leave us to do it by ourselves. Quý vị biết rằng là có con nhỏ, cháu chắc, con nhỏ, cái điều nó sợ nhất là ở một mình, và luôn luôn nó hỏi rằng, Mommy có ở đó không? Daddy có ở đó không? Granny có ở đó không? So we know that a child's greatest fear is by being by themselves. And they will ask if they were alone, where's mom, where's dad, where's grandma? Tôi có đứa cháu đội rất gần. Nó con mắc con muốn đi đi toilet. Cái đi kêu con sợ lắm. Rồi kêu nó ông nội dẫn vô. Có ông nội dẫn vô ngồi đó. Cái lâu lâu ông nội ơi, tôi nói rằng ông nội đây. Nó nghe tiếng ông nội đây là yên tâm tiếp tục. So I have a grandchild who would go to the toilet but would be afraid of going by themselves, and when they say they want to go, I would say you can go, but they would ask for me to accompany them, and on occasion when they're on the toilet they will ask where are you, granddad, and I would say I'm here, and then they'll feel confident. Sự hiện diện của Chúa bên cạnh chúng ta xua tan nỗi sợ trong chúng ta để chúng ta yên tâm và tiếp tục công việc của mình. And just in the same way, God's permanent presence with us gives us the comfort and the strength we need to do His work. Và chúng ta biết rằng sự hiện diện của Chúa là điều cần thiết. Ở đây Chúa Giêsu không những chỉ hứa rằng ta sẽ ở bên cạnh con, mà Ngài nói là ta sẽ ở trong con qua một thân vị khác là Đức Thánh Linh. Đó là lời hứa vĩ đại nhất. So in this great promise, God tells us that it's not only that the Holy Spirit would be with us, but He will also be in us. Trong lời hứa đó còn có một điểm thứ hai, đó là một quyền phép siêu nhiên, cái năng quyền siêu nhiên ở trong chúng ta, vì Đức Thánh Linh làm những cái điều trỗi hơn, vượt trội hơn, để có thể giúp cho chúng ta có thể đương đầu với một thế giới rất là đen tối, rất là hung ác này. And the second part of the promise would be the promise of supernatural power in allowing us to deal with the darkness of this world. Khi chúng ta vâng lời đi ra để làm chứng nhân, chinh phục tội nhân, thì quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ cặp theo để sứ mạng này được khả thi. Kinh Thánh nói rằng là những người tin sẽ được các phép lạ này, kèm theo họ sẽ nhân dân ta đuổi quỷ. Họ sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay hay uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. So when we obediently go forth to witness the sinners, the power of the sinner, of the Spirit accompanies us to make the mission possible. And we see that in Mark chapter 16, verses 16 to 18. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Trận chiến với Satan, một trận chiến giữa thiên đàng với địa ngục, giữa chân thần với tà thần, giữa Đức Chúa Trời và vua cầm quyền chốn không trung mở là Satan. So the battle with Satan is a battle between heaven and hell, between the true God and the false spirit, between God and the ruler of the air, Satan. Chính vì vậy mà Chúa hứa ban cho chúng ta quyền năng siêu nhiên vĩ đại nhất trên cả vũ trụ này là quyền năng Đức Thánh Linh để đương đầu. So God promises to give us the greatest supernatural power in the whole universe, and that's the power of the Holy Spirit to help us deal with this. Sự kiện Thánh Linh tuôn đổ trên 120 môn đệ vào ngày lễ ngũ tuần cũng là ngày khai sinh hội thánh Hoàng Vũ, là một minh chứng hùng hồn về quyền năng siêu nhiên này. And to see that the Holy Spirit was poured on 120 disciples on the day of Pentecost, also the church's birthday, that's a powerful demonstration of His supernatural power. Quyền năng đó có thật hay không? And is that power true or false? Trở lại cái bộ sứ đồ, lướt qua một chút xíu. Ngày đó Đức Thánh Linh đã biến đổi những con người tầm thường để thực hiện những việc phi thường. And we can see how in the Bible many examples how the Holy Spirit allowed for ordinary people to do extraordinary things. Phi-e-rơ vốn nhút nhát e dè,
đã giảng chỉ công bố sứ điệp phúc âm trong quyền năng và chinh phục sau bài giảng của ông 3.000 người thêm vào hội thánh. And we see how Peter, who was shy, he boldly proclaimed the gospel message in power in Acts, and we see that after his message that 3,000 people were saved. Và tiếp dẫn đáp ứng với sứ điệp phúc âm trong khoảnh khắc. Lời ông nói đâm vào lòng họ và cuối cùng hỏi chúng tôi phải làm gì? Ăn năn, tin nhận Chúa Giêsu, chịu pháp báp têm, nhận lãnh báp thích Thánh Linh. Và thế rồi 3.000 đó. And we see that the people responded very strongly to Peter's message about and asking what must we do to be saved, and they were baptized and saved 3,000 people following Peter's message. Ở đoạn 3, Phi-e-rơ và Giăng bước vào đền thờ, đi ngang qua cửa đẹp, thấy một người què ngồi đó xin cho tôi ít tiền. We see in Acts chapter 3 how there was a lame man on the way to the temple and how he was begging for money. Nói tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà điều tôi có tôi cho anh. Nhưng danh Chúa Giêsu ở Nazareth, hãy bước đi. Thế là bước đi. And we see how Peter didn't have money to give this lame man, but he commanded the man to get up and walk, and he did. Rồi 4-2 ngư dân ít học là Giăng và Phi-e-rơ nữa dám đối chất với một cả một hệ thống luật sư nổi tiếng đương thời, chất vấn đủ thứ điều. Họ đối diện, họ trả lời khôn ngoan, làm nghĩa là lý luận của những người khôn ngoan đó trở thành vô dụng trước sự khôn ngoan Đức Thánh Linh ban cho họ. And we see in Acts chapter 4 as well how two uneducated fishermen, Peter and John again, confront an entire legal system and were able to respond to all their legal challenges and put it to naught. Một cộng đồng những con người ích kỷ bên ngoài cộng đồng, trước đây là vốn những người tham lam, ích kỷ, giành giật nhau, nhưng mà khi bước vào trong cộng đồng dân Chúa rồi thì bắt đầu họ xe với nhau, họ biến đổi tấm lòng từ ích kỷ tham lam đến chỗ vị tha, quan tâm đến người khác. Cái này của tôi đây, anh xài đi. Cái này của tôi đây, chị xài đi. Tôi có cái này đây. Ồ, à, chị ăn một chút cho vui trong cộng đồng, được phước hạnh quá đến nỗi mà cái điều đó nó khiến cho giấy lên cả một lần người ta tin Chúa ào 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 ào. In Acts chapter 2 and chapter 4, we see that selfish people were transformed to selfless in the community of God's people through the power of the Holy Spirit, and that they were sharing many things and making sure that other people, their needs were being met in the church, even though they weren't like this before. Rồi sau đó tóm tắt là vô số các phép lạ khác được thực hiện bởi các sứ đồ, khiến như danh Chúa được kính trọng và hội thánh được mở mang. And we see that countless other miracles were performed by the apostles in chapter in Acts as well, and we see that it brought honor to God's name and also reside in the rapid growth of the church. Tôi hỏi rằng là sự việc xảy đến như vậy mà trong cộng đồng bé bỏng khai sinh rất là phôi thai như vậy đó, mà tự nhiên có một ảnh hưởng tốt đến nỗi mà mọi người không dám dự bôi, nhưng mà họ nhìn vào cái cộng đồng dân Chúa lúc đó họ kính trọng, hỏi rằng bây giờ ngày hôm nay họ có nhìn vào cộng đồng của chúng ta với sự kính trọng ngưỡng phục không? Sorry, can you just repeat that? Yeah. That portion. Yeah. I understand. Ngày hôm nay, ngày hồi xưa đó, khi mà công việc của Chúa thể hiện giữa cộng đồng của hội thánh đầu tiên. So God's power was quite evident in the work of the early church. Yeah. Mọi người nhìn vào cái cộng đồng đó thấy công việc của Chúa bày tỏ như vậy thì rất là ngưỡng mộ và kính phục. And when all those people saw God's power in the early church, they were very honored and they were. Câu hỏi được đặt ra là ngày hôm nay cộng đồng chung quanh đây, thế giới chung quanh đây, họ nhìn vào hội thánh của chúng ta ngày nay, họ có ngưỡng mộ và kính phục hội thánh chúng ta như vậy không? Is when we encounter this when in our church today it faces this question, can we also have the same response as people responded to the church back then? Nếu không thì có lẽ something wrong, có gì something missed. And if we can't experience the power that was promised, then something must be missing. Rồi chúng ta thấy rằng các thế lực ma quỷ bị khuất phục bởi quyền năng Thánh Linh, thuộc sĩ Simon phải khuất phục trước quyền năng của Thánh Linh và cuối cùng phải quay đầu lại. Sau lơ cải bắt bớ hội thánh của Chúa phải quay đầu lại, có một quyền năng để bắt phục rất là lớn lao. And we see again more examples of the Holy Spirit's power in Acts chapter 4, how the forces of evil are subdued by the power of the Holy Spirit. An example of Simon and how Saul was converted from a persecutor to a fervent preacher.
Và cứ như thế cho đến cuối sách công vụ của sứ đồ. Cả sách công vụ sứ đồ là từ phép lạ này phép lạ khác, công việc này công việc khác, phi thường, toàn là việc phi thường không à. Việc phi thường thực hiện qua những con người rất bình thường. So again, we see again this happens all throughout Acts, that signs and miracles continue to be performed throughout the book, and it was an amazing thing. Các dấu kỳ phép lạ thực cứ tiếp tục bất kỳ nơi nào và bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào mà khi mà các sứ đồ hay là con dân Chúa đi ra thi hành sứ mạng thì lại có cái điều đó cặp theo liền lập tức và phép lạ. Cho nên là cái vấn đề quan trọng là hội thánh cần phải thực thi cái điều đó thì với kinh nghiệm được quyền phép đó. So these signs and miracles continue to be performed whenever and wherever the believers were going out to fulfill God's mission of making disciples of all nations, and we see that we can only lay claim to this power when we go out to do God's mission. Việc đó là hãy khiến muôn dân trở nên môn đệ ta, chỉ có dừng đó thôi. And that mission is to make disciples of all nations. Cho nên phép lạ và quyền năng siêu nhiên xảy ra trong hội thánh đầu tiên là việc rất là bình thường. So all these miracles and supernatural power that occurred in the early church, that was very common for them. Ngày nào cũng có phép lạ, chỗ nào cũng có phép lạ, khi nào mà giảng phúc âm ra là có người quy phục lại, là có sự thay đổi trong lòng người, có phép lạ xảy ra, chỗ nào cũng có phép lạ hết á. And there were miracles every day and everywhere where God's word was being preached in the early church. Nhưng mà ngày hôm nay điều đó trở nên cái gì bất thường. Nếu mà ở đâu họ nói rằng ôi chỗ này ông mục sư này làm phép lạ là cả thế giới nhào nhào lên, ghê gớm lắm, nó ra bình thường lắm, không có gì đó. Nhưng mà ngày nay nó hiếm đến nỗi mà trở thành cái gì ghê gớm lắm. But that's very unusual nowadays, and whenever there's a miracle, we see that there's a lot of attention and a lot of centered around this, that because it's so unusual. Anh chị em có thấy phép lạ đó xảy ra đời thường thường trong đời sống của mình và muốn điều đó không? Do we see this happening in our lives, that we are looking for these miracles happening in our lives? Oh, trớ trêu thầy, ngày hôm nay phép lạ hay việc dấu kỳ phép lạ công việc của Thánh Linh thể hiện giữa vòng hội thánh trở nên một cái gì rất là hiếm hoi và bất thường, lâu lâu có cái tiếng gì đó khích lệ nhiều lắm. Yeah, but what we do see is that nowadays miracles are just so rare and they only occur on occasion to encourage us on occasion. Phải chăng lời hứa này không còn dành cho hội thánh ngày nay? Does it mean that the promise is no longer valid for us today? Tôi đọc kinh thánh và tôi nói như vậy, có nhiều người cãi lại tôi nói không, cái chuyện đó chuyện ngày xưa thời hội thánh đầu tiên chứ còn bây giờ làm gì có cái chuyện đó nữa. Ngày hôm nay người ta không còn tin phép lạ nữa. I've had a few discussions with people where they argue that you know that these miracles are only applicable to the early church and not to us today. Đáng buồn. But that's sad. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta không kinh nghiệm điều đó thì ắt phải có một cái điều gì bất thường trong hội thánh của mình, trong niềm tin của mình. But if we don't believe that we can lay claim to the power and the promise, then there must be something wrong here. Quý vị hỏi tại sao hội thánh của chúng ta, hội thánh của tôi, đời sống tôi không thể trải nghiệm quyền năng mà Ngài đã hứa? So the question is, why can't our church and why can't we experience the promise, the power that He promised? Tôi hỏi, tức là có câu trả lời rồi, quý vị đã có câu trả lời cho chính mình. I ask, but there is an answer, and you know the answer. Và điều cuối, điều thứ ba. So we see that the third part of the promise. Có một điều kỳ diệu hơn nữa là thành quả. Which is to fulfill or to achieve what is laid out in the promise. Sau khi Đức Thánh Linh vận hành cách mạnh mẽ tại biến cố ngũ tuần thì Kinh Thánh nói tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, tất cả chứ không phải chứ phải riêng ai. So after the Holy Spirit moved powerfully at Pentecost, the Bible says that all of them were filled with the Holy Spirit, not just some, but all of them. Tất cả đều được đầy dẫy Thánh Linh. Bắt đầu nói thứ ngôn ngữ khác nhau như Thánh Linh cho họ nói, và kể từ đó chúng ta thấy vô số thành quả tiếp nối theo sau đó. So we see that all of them were filled with the Holy Spirit and speak in other tongues as the Spirit enabled them. Có lẽ con số nói lên cái thực tế nói lớn hơn tất cả những cái gì bài diễn văn dài dằng. The number. So we see that very large numbers of them are being mentioned in the Bible. Chẳng hạn con số lúc đầu giảng bài giảng 3,000 người tin Chúa, sau đó hội thánh thêm 3,000 nữa, 5,000 người thêm vào hội thánh. Những con số. So we see very large numbers of people joining the church. So 3,000 people and 5,000 people. Rồi những cụm từ như là thêm vào mỗi ngày, hội thánh mà cứ tăng trưởng vào mỗi ngày luôn, chứ không phải mỗi tháng còn người hay người.
thêm vào mỗi ngày. Yeah, so more examples of the Spirit's power, so phrases in the Bible like seeing how people were added to the church's number daily, just not just on an irregular basis, but daily. Rồi những câu kinh thánh nói rằng cái uy quyền hay cái thẩm quyền của Chúa Giêsu để khiến nó nhân danh Chúa Giêsu Nazareth bước đi là bước đi, nói là người ta phải đáp ứng liền, bệnh tật cũng phải nghe. So in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk, so that sickness was responding to the Holy Spirit's power. Rồi đuổi quỷ là hãy lui, lui, get out là ra. Yeah, and also kind of expelling demons when saying asking demons to leave, and they were leaving in the power of the Holy Spirit. Rồi họ cầu nguyện sao? Khi cầu nguyện xong thì chỗ nhóm rúng động và mọi người đều được dậy thánh linh. Sự cầu nguyện trong một bối cảnh mà khiến mà cái chỗ nhóm phải rúng động và đều được gây dựng và được đổ đầy thánh linh. Chúng ta có sự cầu nguyện đó không? Yeah, and after they, and there's some more examples. After they prayed, the place where they're meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. And do we see this now with our prayer that you know the place that we're meeting that's shaken? Nhưng mà đầy dậy đức thánh linh để làm chi? Để nói là tôi đầy dậy thánh linh nghe, phải không? But what's the purpose of all this? Like, do we say that to just brag about how we feel with the Holy Spirit? Kinh thánh nói họ đầy dậy đức thánh linh và giảng lời Đức Chúa Trời cách giảng dĩ. That's all. So the outcome of it was that these people filled with the Holy Spirit and they were sharing God's word as a consequence of this. Và chúng ta thấy vốn dĩ những con người tầm thường, ít hạt trong con mắt người đời, phút chốc thôi trở thành những nhân chứng phi thường của phúc âm. And we see the people who were inherently insignificant and uneducated in the eyes of the world suddenly become extraordinary witnesses for the gospel. Nói một cách văn hóa hơn là trong phút chốc những chi vịt bầu lẹt đạt biến trở thành những thiên nga lộng lẫy. So we see that all these again, all these uneducated and unsophisticated people being very fluent and very elegant in preaching God's word. Và đây là tất cả các công việc mà Đức Thánh Linh đã làm cho các môn đệ, nhưng mà lại được quy tính cho các môn đệ, tính cho môn đệ. Chúa làm qua chúng ta, nhưng mà cuối cùng thành quả tính cho ta hết. So all of this is the work of the Holy Spirit through the disciples, but is accounted for by the disciples of them doing the work. And quả là một vinh dự thế. That's a very great honor. Chúng ta đầu phục Chúa để Đức Thánh Linh ngự trị và chiếm hữu. Chúng ta nhận lãnh bắp tên bằng Thánh Linh để mặc lấy quyền năng đi ra chinh phục tội nhân, môn đệ hóa muôn dân. So when we surrender to the Lord and allow the Holy Spirit to reign and take over our lives, and receive the baptism of the Holy Spirit, we can take on the power to change lives of sinners and to make disciples of all nations. Và khi đó chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hiện diện thường xuyên của Chúa, kinh nghiệm quyền năng siêu nhiên của Chúa và nhìn thấy những thành quả tuyệt vời qua chúng ta, rồi Chúa lại nói là việc của con á. So we will experience God's constant presence, His experience, His supernatural power, and see the wonderful work that He does through us when we see the action of the Holy Spirit in our lives. Chúa hay làm điều đó cho con dân của Chúa. Chúa muốn trọng dụng chúng ta, muốn khích lệ chúng ta, muốn ban cho chúng ta có một cái thành tựu nào đó. Làm xong rồi việc của con làm. So He wants to encourage us, to give us the Holy Spirit, to equip us so that we can do His work. Đứa cháu đồ của tôi lên 7, nó thích chơi Lego, mua về những cái khó quá lớn tuổi, nó làm có khó quá ông nội. Tôi ngồi lại với nó, tôi giúp cho nó làm xong, rồi cuối cùng làm xong thì bố mẹ nó về. So I have a grandchild at 7 and he likes to play with Lego sets, and sometimes he plays with Lego sets that are a bit more difficult and he'll ask for my help. And và sau khi về hoàn tất rồi, bố mẹ về kêu hôm nay nó với daddy mommy là con làm xong cái này. And sometimes when his mom gets home, he would show us to say that how he did all this work with the Lego. Dĩ nhiên là tôi không dành cái ông nội làm cho con làm hồi nào, tôi không nói như thế. And he doesn't acknowledge the part that I play in helping him build the Lego. Tôi nói Benjamin hôm nay giỏi lắm, Benjamin đã làm xong cái này. And I'll go along with it and say that Benjamin did very well in building the Lego. Rất là sung sướng. Happy lắm. And he feels very happy about this. Chúa đối với chúng ta theo cách đó. Amen. And this is the same way God deals with us as well when He equips us with the Holy Spirit. Và bây giờ lời hứa này dành cho ai? And who is this promise for?
Trong bài giảng đầu tiên trước công chúng của Phi-e-rơ, của công chúng Phi-e-rơ trích dẫn trong lời tiên tri Giô-ê nói như thế này: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày cuối cùng ta sẽ đổ thần linh ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng, và người già, đấy con với cụ già, người già sẽ thấy chiêm bao. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần linh ta trên các đầy tớ trai và gái, và họ sẽ nói tiên tri. So in Peter's first public sermon, he quotes the words of the prophet Joel in Acts chapter 2, verse 17-18. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions and your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days and they will prophesy. Và ở đoạn 2, sách Công vụ câu 39, ông công bố rằng vì lời hứa này là cho anh em, cho con cháu anh em, cho tất cả mọi người ở xa, tất cả mọi người mà Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ kêu vào một thời điểm nào đó khi họ trở lại. Khi mà sau này chúng ta rao giảng phúc âm tới đâu mà người ta tin Chúa thì lời hứa đó vẫn còn cho những người đó nữa. Và ngày hôm nay chúng ta dĩ nhiên là có rồi. So the promise, who's the promise for? So in verse 39, the promise is for you and your children and for all who are far off, or for all whom the Lord our God will call. So for all those who are far off, that will also include us today. Như vậy tóm tắt là có hai phân đoạn kinh thánh trên đây chúng ta thấy. Thứ nhất là báp tên thánh linh là một đặc quyền của tất cả những ai được cứu chuộc bởi huyết báu của chiên con. So through these two passages in the Bible, we can see that the baptism of the Holy Spirit is a privilege of all who are redeemed by the blood of the Lamb. Tăng phẩm này dành cho tất cả mọi thành phần nam phụ lão ấu, không phân biệt ai. It's for all men, women, older people, children, without any discrimination. Và tăng phẩm này dành cho tất cả cơ đốc nhân thuộc mọi thời đại. And the promises for Christians of all time. Đây là lời hứa dành cho tất cả quý vị và tôi. Nhưng đáng tiếc rằng rất nhiều người đã tin Chúa nhưng vẫn chưa nhận lãnh lời hứa này. Tại sao? So it's promised for all of us, for you and me, but unfortunately many people believe in God but they haven't received this promise yet. But why is that so? Như đã nói trên đây, tiến sĩ Jerry Weiss đã nhận định rằng là chúng ta đã dậm chân đâu đó giữa thập tự giá và lễ kinh nghiệm của lễ cuối cùng. So just again returning to what was a quote from Pastor Jerry Vines, that we might be stuck somewhere between the cross and the Pentecost. Tôi nói rằng ngũ tuần đây không phải là giáo phái ngũ tuần, không phải cái đó. Nhưng là một kinh nghiệm ngũ tuần là ngày mà Đức Thánh Linh tuôn đổ xuống để khai sinh hội thánh. So the Pentecost is the time when the Holy Spirit comes and dwells in us. Tôi xin làm rõ vấn đề này. Thứ nhất, Chúa Giêsu là món quà đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lời hứa này dành cho cả nhân loại. So we see that very clearly that a couple of things, that Jesus is God's special gift to sinners in John chapter 3 verse 16. Còn Đức Thánh Linh lại là món quà đặc biệt mà Đức Chúa Trời dành cho mọi cơ đốc nhân. And the Holy Ghost is God's special gift to every Christian. Luca đoạn 11 câu 13 Chúa Giêsu nói rằng huống chi cha các con trên trời là chẳng ban Thánh Linh cho người nào xin hay sao? Chúa Giêsu đang nói với các môn đệ của Ngài. And in Luke chapter 11 verse 13, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him when Jesus talks with his disciples. Điều tốt nhất mà chúng ta nên xin, cần nhất mà chúng ta nên xin, cái điều giá trị nhất mà chúng ta nên xin là Đức Thánh Linh. And the very best thing that we can ask for in our lives would be the Holy Spirit. Chúng ta xin Chúa rất là nhiều điều trong đời sống mỗi ngày, xin chữa bệnh cho con, xin cho con có công việc làm, vân vân, rất là hợp lý. Còn có những lời xin còn có thể là lấy để cho con có cái nhà thiệt là đẹp, có cái xe thiệt là tốt, vân 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 vân. Chúng ta xin nhiều lắm lần, chúng ta xin đủ thứ chuyện đó. Chúng ta xin cho hội thánh mình mở mang tốt, lời hứa rất là tốt, nhưng mà không bao giờ xin là Chúa ơi, xin cho con Thánh Linh của Ngài. So we ask for many things. We ask for our health, we ask for our job, we ask for a better house, a better car, but we don't ask for the most important thing, which is asking for the Holy Spirit.
Và cũng ông tiến sĩ Jeremiah hôm nay là cơ đốc nhân mà dậm chân giữa thập tự giá và biến cố liền của tuần là ông nói là cơ đốc nhân trung bình. Đáng buồn. So again, Dr. Jerry Vines, he talks about Christians who are stuck between salvation and also experiencing the fullness of the Holy Spirit, and these people are the average Christian. Trong vụ đồng 19 câu 2, sứ đồ Phaolô đã hỏi một số tín hữu tại thành Ê-phê-sô rằng là từ khi anh em tin đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? So in Acts chapter 19, we said the apostle Paul meets the believers in Ephesus and he asks them, did you receive the Holy Spirit when you believed? Họ thưa rằng là chúng tôi chưa có nghe nói về Thánh Linh nào cả. And the believers in Ephesus, they answered, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. Rồi ông hỏi rằng là vậy thì anh em đã nhận báp têm nào? So Paul asked them, then what baptism did you receive? Họ nói rằng là báp têm của Giăng. And they replied, John's baptism. Phaolô nói là Giăng thì làm báp têm về sự ăn năn, bảo dân chúng phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. So Paul said, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is in Jesus. Nghe vậy thì họ liền á, xin cho chúng tôi nhận báp têm nhân danh Chúa Giêsu đi, thì họ nhận phép báp têm trong danh Chúa Giêsu. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Và khi Phaolô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên họ, họ bắt đầu nói các thứ tiếng lạ, tức là nói tiếng ngoại quốc như công vụ đoạn 2 á, và bắt đầu nói tiên tri. And when Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them and he spoke in tongues and prophesied, like we see in Acts chapter 2. Đã. Để kết luận, to conclude, rằng là nhiều cơ đốc dân do không hiểu vai trò của Đức Thánh Linh nên đã không nhận lãnh Ngài vào trong đời sống của mình. So many Christians don't understand the role of the Holy Spirit and they do not receive him into their lives as a result. Chúng ta không hiểu vai trò tại sao Đức Thánh Linh lại được ban cho đời sống của mình. And we don't understand why the Holy Spirit is needed for our lives. Quan trọng lắm. Thánh Linh là vấn đề bên cạnh, bên lề. They don't pay attention and they leave it to the side. Đó là lỗi lầm lớn nhất của mọi cơ đốc nhân trong mọi thời đại. And that's the greatest mistake of Christians in every age. Vì không có Đức Thánh Linh thì chúng ta không thể sống cuộc đời cơ đốc một cách thỏa mãn. Because without the Holy Spirit, we cannot live a life, a Christian life. Chúng ta không thể nào kinh nghiệm một đời sống sung mãn mà Chúa Giêsu hướng ta đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Chúng ta không bao giờ kinh nghiệm được sống là đời sống đó. Chúng ta kinh nghiệm một đời sống cơ đốc trồi sụt lên xuống rất là bất ổn. So we can't experience the life that the life that Jesus wants us to have, but rather we just have a life full of troughs and very going up and down. So it's not the life that Jesus wants for us. Cho nên chúng ta cần phải nhận thức rằng nếu không có Ngài thì con không thể sống cuộc đời cơ đốc một cách tốt đẹp như ý muốn của Ngài. So again, without the Holy Spirit, we can't say that we are living the life that He wants us to live. Khi tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta được làm quyền làm con Đức Chúa Trời. So when we accept Jesus, we have the right to become God's children. Và còn khi tiếp nhận Đức Thánh Linh thì chúng ta có năng quyền để phục vụ Đức Chúa Trời. And when we receive the Holy Ghost, we have the power to serve the Lord. Vì chúng ta không thể sống một cuộc đời cơ đốc đúng nghĩa bằng sức riêng của mình. So we can't live a life with true meaning by our own strength. Đạo của Chúa khác với các tôn giáo khác là đạo khác là phải ráng bằng sức riêng của mình, lấy sức mà ráng làm điều này, ráng làm điều kia, ráng từ thiện, ráng bố thí, vân vân, ráng tu, ráng. Nhưng mà đạo cơ đốc, đạo Chúa không có phải là đạo ráng. So what's different from our faith and other religions is that there's a big component of needing to try to do this and to do things by your own strength, but in Christianity that's not the case at all. Đời sống cơ đốc là đời sống tu bổ cái tự nhiên từ bên trong, do một đấng ở bên trong chúng ta thôi thúc chúng ta, biến đổi chúng ta, và chúng ta sống làm một cách tự nhiên, yêu thương tự nhiên, thể hiện làm việc này một cách tự nhiên, cũng làm tất cả mọi cái việc công đức khác một cách tự nhiên, tất cả mọi cái thành quả đều do Chúa bên trong. The difference for us is that we are empowered and changed by the Spirit by within. So what we do is natural because we are empowered by the Spirit.
Và vì vậy để có một đời sống kết quả và có một hội thánh kết quả, chúng ta hãy đưa đôi tay đức tin rộng mở và nói rằng vâng, lạy Chúa. So in order to have a life with meaning and a church with meaning and results, we need to open our arms to God and say, con cần thánh linh Chúa. That, yes, Lord, I need your spirit. Con xin nhận lời hứa mà Ngài đã hứa ban cho con. I accept the promise that you have given to me. Khi Ngài đổ đầy thánh linh vào lòng con. And fill my heart with your Holy Spirit. Amen. Amen. Nếu chúng ta khẩn thiết xin bằng đức tin, Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục làm công việc của Ngài và chúng ta đầy dẫy Ngài bằng chính đức tin, mời Ngài làm chủ cuộc đời chúng ta. Cuộc đời chúng ta sẽ kinh nghiệm cái điều gì khác biệt. So if we truly ask by faith and we can receive the Holy Spirit and have our lives changed by the empowering presence of the Spirit. Xin chúng ta cùng hướng về Chúa cầu nguyện. Let us pray. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you. Vì là Ngài đã ban cho chúng con lời hứa vĩ đại nhất. Thank you for the greatest promise. Ngài muốn cho chúng con có cơ hội để dự phần vào trong công tác vĩ đại. That you want us to take part of in this greatest mission that you've given us. Ngài muốn cho chúng con có một đời sống đắc thắng. That you want us to live a life of victory. Kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. To feel your presence every day. Chúa ơi, xin giúp cho mỗi chúng con. I pray you help all of us. Nhận biết Ngài một cách rõ ràng. To perceive you and to know you more clearly each day. Và để phục vụ Chúa một cách hết kết quả. And help us to serve you and to achieve great results for you. Con cảm ơn Ngài. We thank you. Giúp chúng con. And I pray that you will guide us. And help giúp anh us. Chị em con ở đây. And help us all who are here. Bắt đầu có một trải nghiệm mới trong năng quyền của Ngài. In serving you with your power. Con thành tâm cầu nguyện. In Jesus' name we pray. Trong danh Chúa Giêsu Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.